Rất vui được gặp lại các bác và anh em trong clip ngày hôm nay. Và chào đón tất cả các bác và anh em là những người đam mê, say mê và muốn sở hữu cho mình những cặp loa chính hãng mới tinh và có nguồn gốc. Trong clip này, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa như vậy. Mẫu loa này là mẫu loa đến từ thương hiệu TD Acoustic và có model là 12 Ultra, một dòng loa rất phù hợp cho tất cả các bác chơi trong gia đình cũng như làm phòng hát, bởi vì đây là dòng loa nó cho tiếng bass đánh rất sâu, đánh nực, giải tiếp thì sáng không chói và trung thì ngọt, lời rõ ràng. Khi ba giải này trộn với nhau, nó sẽ đưa ra một chất âm đủ mạnh, đủ hay và đủ trong sạch để các bác có thể nghe và hát tuyệt vời. Thì mẫu loa này em đặt về trong tình trạng là nguyên thùng, nguyên hộp như này, các bác có thể nhìn xem này. Từ cái thùng của nó, cái vỏ nó là rất đẹp đấy nhé. Một thương hiệu TD Acoustic đã quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Và model dòng loa này nó là loa 12 Ultra, 12 Ultra cũng nhé. Và được sản xuất tại China. Công nghệ như em đọc ở cái thông báo ấy, là nó thiết kế theo kiểu design của Italia. Đấy. Và được sản xuất tại Trung Quốc do công ty TD Acoustic nghiên cứu và phát triển. Đây là cái thùng nó rất đẹp nhé. Nhưng hàng hãng thì ngay cái thùng nó làm nó rất là chắc chắn rồi. Nó khôn và nó tinh khôn rồi. Bởi vì nó là những chuyên gia về ngành âm thanh, người ta nghiên cứu và người ta lắp đặt. Đấy. Cho nên cái độ bền, độ đẹp và độ hay quá, miễn phải chê, đúng không? Đây một cái tem có đầy đủ các mã vạch này. TD 12 Ultra, 12 là bắt 30 nhé, cái ký hiệu vậy. Thì khi em thóc bóc ra ấy, thì bên trong này nó là thùng xốp nguyên hộp luôn và xốp dẻo. Mà khi mà vận chuyển đi thì nó sẽ không bị vỡ loa hoặc méo loa nhé. Đấy là cái công nghệ đóng gói người ta rất là tốt. Đây là cái vỏ hộp của nó. Và em đã bóc sẵn rồi để các bác xem, nghiên cứu và tham khảo. Có nhu cầu thì alo cho anh Nguyễn. Đây cho này một tab lô ghi đầy đủ các thông tin của một chiếc loa, ví dụ kích thước này, chiều cao này, rồi cân nặng này, công suất này, giải tần này, độ méo này, đấy vân vân, trong này có cả nhá. Cái độ nhạy của loa này thì ghi em bác nhìn này. Giải tần hoạt động nó là từ 40 đến 20 Hz. Nó có rất nhiều cái mức độ nhạy khác nhau như là 96 dB này, 8 ohm này, công suất 500 W đến 1000 W. Độ nhạy dưới này, độ nhạy long term là 126 dB. Tức là áp lực của này rất lớn nhá, có thể lên tới 129 luôn. Đây bác phải nhìn đây. Đây toàn bộ thông số được dịch ra bằng tiếng Anh. Và đây là hình thức của nó. TD Acoustic TD 12 Ultra. Đó. Em thao sẵn luôn nhá. Thì với dòng loa này là dòng loa thiết kế kiểu thùng cân. Do vậy nó có thể nói là nó có cho tiếng bass rất là sâu, và thùng rất sâu nhá. Và dòng này cái đặc biệt của em ấy, em ấn tượng đó là lớp sơn của nó. Lớp sơn của nó cực kỳ là đẹp và chi tiết, dòng sơn sần cát nhưng mà không ráp tay nhá, sơn sần cát sờ tay vào rất là cảm thấy êm tay và mát tay. Thì với công nghệ sơn thùng này em nghĩ là phải công nghệ cao mới làm nổi, bởi vì cái sơn nó giống như cả một cái nhựa bạn, nó không bị chảy, chống chảy này, chống xước và chịu được nước, chịu được nhiệt độ môi trường. Đấy, sơn rất là tốt. Có thể bác lấy một cái vật mà hơi cứng cứng ấy, cọ vào đây chưa chắc đã xước đâu nhá. Nếu móng tay mình mài như này là xước móng tay luôn, là cùm móng tay luôn, là không bị xước thùng. Đó là công nghệ đó nhá, thùng gỗ ép và sơn sần cát hạt nhỏ mịn, dòng kiểu như sơn dẻo ấy, không bị bong. Và hỗ trợ cho bác là giá treo trên đỉnh nóc này. Ốc này rất là đặc biệt nhá, đó là ốc hoa khế. Đấy. Nó khác ốc lục hoa khế đấy nhá. Rất đẹp. Em được quay xa một chút ra để bác nhìn này. Đấy. Phía trước là thiết kế một e căng bằng sắt. Ở giữa e căng lại có một cái sống lưng tạo cho loa có một điểm nhấn và chia đôi cái loa này ra thành hai phần, trông rất là cân đối hài hòa. Ở dưới là một logo TD Acoustic. Thì cái dòng logo này là phát sáng. Tí em sẽ phân tích luôn. Logo làm bằng miếng nhựa nhá. Rất là to và chắc chắn. Đấy. Trên này là TD Acoustic. Model nào 12 Ultra. Two way là hai đường tiếng. Two way, two là hai, way là hai đường tiếng. Đó. Và cái này hỗ trợ cả rắc cho bác treo ngang. Treo ngang loa đấy này. Vậy là khi mà đánh phòng hát rất là tiện lắm nhé, bởi vì là xoay ra và bắt cái giá treo luôn. Hỗ trợ tay sách ở ngang hông. Rất đẹp. Còn về phía sau
em sẽ quay, bác cứ bình tĩnh em sẽ quay chi tiết. Và đây là clip review nhé, cho vậy các em phải giới thiệu kỹ. Phía sau này thì thiết kế luôn cho các bác là một cái thương hiệu luôn, TD Autic, khắc chìm trên miếng gỗ TD Autic để chống nhái. Tất cả các sản phẩm của TD cơ bản được khắc nổi chữ TD, bởi vì cái ông chủ này người ta nghiện cái chữ nổi nhá, logo ấy, thương hiệu ấy, logo chính thương hiệu ạ. Và phía hậu loa này, đấy, thương hiệu là TD Autic TD12 Ultra, chữ nghĩa rất là hét. Công suất tối thiểu là 500W, 500W, độ nhạy 99 dB, 8 ohm, có mã vạch đàng hoàng quá nhé, này mã vạch này, và hỗ trợ hai đường vào bằng lưu trích. Và cái lốc lưu trích này thì được sản xuất là bọc luôn bằng inox nhựa bền Design Italia, cái công nghệ nó sẽ mượn của Italia đấy. Bởi vì thực ra một công ty ạ, nó hợp tác với nhiều quốc gia là chuyện bình thường, đôi khi là người ta nghiên cứu được mic nhưng chưa chắc đã làm được loa, vậy phải liên kết để sản xuất với nhé, và làm được đẩy chưa chắc làm được vang, do vậy người ta phải liên kết. Thì kích thước của thùng như sau, em đo được và thông báo luôn cho bác nắm được nhá. Cái rộng của loa này, cái rộng của nó đấy là 36, sâu là từ ngoài vào trong là 42, cao là 61 từ dưới lên trên này đấy. Lặng là 23 kg một quả, 23 kg một quả nhá. Thì toàn bộ kích thước, cân nặng, thông số và nguồn gốc em giới thiệu kỹ rồi. Bây giờ tiếp theo đó là phần lỗ thất bên trong. Thì với đồng loa này nó sử dụng lỗ thông khí phía trước, do vậy nó rất an toàn trong vấn đề mà các bác treo lắp cũng như là treo loa sát tường, nó không ảnh hưởng đến việc mà cách khoảng cách bao nhiêu, cứ sát là được đó nhá. Đấy, mà nhìn đẹp chưa. Đầu tiên đó là một cái cổ check. Cái cổ check này nó là dòng check BNC bạn, rất cao cấp và design bởi Italia. Cơ bản em nói là các cái dòng cổ check của bác ấy thường là nhập từ Italia, cả B3, GB, CAF và Showtop, tức là nhiều dòng lắm đều nhập khẩu. Bởi vì thực ra Italia là một cái lôi chuyên sản xuất các củ bát loa, người ta có kinh nghiệm đó nhá. Và TD Autic được in luôn chữ luôn, và đít của này đít gang, đít gang được bắt bằng 4 ốc lục giác inox và giác kẹp loa phân biệt rõ ràng màu này, đen, đỏ. Đi ra Italia từ là từ 12 họng 4,4, họng 4,4 là họng phổ thông nhé, nó áp dụng cho nhiều dòng loa full, nó có độ khỏe này, độ vừa, độ hay, độ sáng đấy. Đây cái check rất là dày không nhỉ, những cái củ check dày kinh khủng luôn, dày này tầm khoảng 10 cm, họng 4.4, ít gang. Và tiếp theo là củ bát này. Củ bát này nó thiết kế rất đẹp, đầu tiên là một cái cục lâm châm có đường kính này khoảng 18, họng 76, bảng design bởi Italy, đều có logo của TD Autic hết. Đít cái này đít cong quá nhá, đít cong giống như của giò xếp ấy, cong lên này từ đen và bóng, rất là bóng liếng. Mà nhìn này, những hàng hãng ấy thì bao nhiêu này, từ cái CC nó bóng liếng, tay sờ vào rất là mát tay, rất là sướng. Thì công suất cái củ bát người ta ghi là 450W, cái củ chét là 90W, thế tổng cộng nó là 540W, nhưng bên ngoài thùng vỏ ghi là 500. Đây là công suất min nhá, min. Đấy, cực thế cộng vào như thế này, cái bát từ 18 và từ cong đít bằng sờ rất sướng này và dày. Và cái xương này là xương bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối. Ta bác nhìn thông qua đây là nhìn cái quay loa này là mát loa đấy, tức là khi mà đánh ấy, nó thụt ra vào nó sẽ thoát nhiệt ở đây. Xương rất đẹp các nhá, chấu xương rất đẹp. Em quay kỹ. Cái dòng này nó mới tinh thôi, các bác chỉ xem củ bát nó lỗ gấu nó thôi. Tiếp theo nữa, mình bắt nó lặng lắm ạ. Lặng trịch luôn. Rất kẹp bằng inox cho nên vậy là bàn an toàn không bị han. Họng 76 và nhện là nhện nó là nhện tràn khung luôn. To bự này. Nhện nó màu bã trầu. Họng 76. Đấy. Và cái miệng loa thiết kế kiểu hình bát giác tám cạnh. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 đấy. Miệng loa thiết kế hình bát giác tám cạnh, bên ngoài nhưng bên trong vẫn là tròn. Xương cũng là bát xương luôn nhá, tám xương. Đẹp cực kỳ luôn. Con này dương phễu của nó bạn. Cái offer này y như CF đời mà 12 đấy, bát 12B đấy. Rất là to. Đẹp luôn, màng giấy mỏng. Con này độ nhạy cao nhá, gân nụ tầm dầu 3 sóng,
gân lụa tầm dầu hoa sóng, màng giấy rất mỏng. Thì cái màng này nó được chế tạo bằng những cái sợi tơ tổng hợp đặc biệt, như vậy nó có độ bền này, nó không bị hỏng này, và độ đàn hồi dẻo dai. Rồi loa đánh mà không đàn hồi nó sẽ vỡ ngay gãy em nhá. Đấy, rất là đẹp. Với những cái dòng này em nghĩ là sơn là ok, bán rất là to khủng. Họng 76, họng 76 phù hợp đó nhá. Còn từ to từ bé là cạn người ta, quan trọng là cái chất lượng từ thôi. Đấy, bác nhìn thấy có cái bát này nó rất đẹp luôn, củ chắc. Và em quay về phía trong đây, bác nhìn cái thùng này, thùng gỗ ép rất là dày luôn, và sơn nhựa này, gọi đây dòng sơn nhựa cao cấp ấy, chịu nước chịu nhiệt luôn. Bông bằng bông tiêu âm mút trứng này, nó có hai dòng mút âm ấy, một là tiêu âm sợi thủy tinh và hai ấy là mút trứng. Bác phải xem được chưa? Và cái này tại sao mà nó phát sáng, logo logo nhá, này logo này tại sao phát sáng, lý do như sau này. Đây, nó thiết kế với bác một cái mạch để chuyên cảm biến tín hiệu đầu ra, tức là đánh càng to thì cái mạch này nó mở điện áp ra để chạy cho con nét ở cái logo. Và bác nhìn phân tần hãng nó rất là đẹp luôn, trên phân tần thì người ta đều dập chữ logo luôn của Treleotic nhá. Đây phân tần này, đấy bác nhìn đây, nó dập luôn cả logo của Treleotic, rất đẹp đúng không ạ? Và nó sử dụng cho các bác là hai cuộn cảm, một cuộn cảm lõi không khí là lõi cả, và một cuộn lõi thép rõ ràng luôn, rất đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là điện trở, nó dùng là hai điện trở sứ công suất lớn và bốn điện trở nhôm được tỏa nhiệt, thế tổng cộng là 6 điện trở. Tụ điện gồm có 3 trụ, trong đó là một trụ bạc và hai trụ đen. Tụ lá, tụ này quan trọng là dập xung luôn này. Đấy, một phân tần, hai phân tần, để cái dòng này là không phân tần mà cái mạch điện tử để cấp cái điện áp ấy cho cái logo hoạt động. Và bác nhìn dây loa rất to luôn, người nào có thể đúng không, hãng cẩn thận kinh khủng luôn đúng không, rất đẹp. Giá bác nhá, nếu giá công ty đưa ra khoảng tầm 19 triệu, nhưng mà em có thể bán giá tốt nhất cho các bác thì em đã ghi ở thanh tiêu đề giá công ty đề xuất là 19 triệu ạ, rất là đắt luôn. Nhưng mà em cố gắng, đây là dây bác nhá, dây này cắm vào cái logo của loa đây, bác nhìn logo của loa đây, em quay kỹ này cho các bác để xem đây là. Đấy, logo được quay được 360 độ. Đây mút này. Đấy. Mọi thông tin mua sắm thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Em giao hàng toàn quốc luôn nhá. Và cam kết con này tiếng nó rất hay, bát đánh sâu, đánh đực, mềm, và karaoke thì tuyệt vời luôn. Karaoke rất hay. Rất hay các nhá, bây giờ em sẽ mở đoạn nhạc, em mở một quá thôi. Và đồng bộ của nó nhá thì nó có cả mic TD này, M8 model này, lưng tiếng TD Acoustic 600 này, vang T8 model này, đẩy TD này, LA650 thế nào. Với TD thì nó có đồng bộ hãng quá nhá. Đồng bộ hãng rồi, cho nên bác an tâm về cái chất lượng nó đi. Một cái dòng sản phẩm có thể phát triển rất tốt ở thị trường Việt Nam trong 2 năm vừa rồi. Bác nghe tiếng mic nhá. Tiếng mic con này rất là hay các nhá. Rất hay luôn. Các bác này nghe tiếng nhạc nhá. Một chiếc loa TD Acoustic 12 tụ ca. Đường bát đánh rất sâu nhá. Cùng trang cùng lứa, chúng tôi cũng đơn vì thương mến nhau chung một toa. Ra từ Sài Gòn các bác phải nghe cái tai phone này, nghe tiếng âm bình của tiếng bát, tiếng lách tách của chén và ngọt ngào của giọng ca. Phong sương chưa lần bước ba tháng dài đường là nào, ôi em lại không, bàn tay xin níu lại, xin thời gian chưa qua. Thank you.
ok với nhá. Đó là tiếng âm của nó. Bây giờ bạn nghe tiếng mic này. Nó rất là sáng và bay. Bạn nghe 2 2 6. Bạn nghe rõ chưa? 4 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. Rất hay của nhá. Bây giờ em sẽ thử là mic. À, một là cái ok với nhá. Rất ngoài này, rất hay luôn, phê luôn. Đánh được, đánh sâu và không chói tai. Trên dọc đá tôi tình cờ quen làng, ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rời xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình ngày một bài giờ tôi muốn nói lên trọn lời đẹp, kể tại em và còn tin một người yêu em chưa lặng chay sợ gió núi xô dòng khơi tan vỡ mau lên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẽ. Mà khi say đón lòng đầy cố yêu lên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi ta không gặp cô, ta đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Từ mic, từ nhạc rất hay luôn nhá. Tổ chức về nhạc rất hay luôn. À, loa có thế sang trọng đẹp mắt. Đây một đôi loa là có giá là 10 khoảng tầm hơn chục triệu nhá. Tí em sẽ ghi ở trên chủ đề. Và các bác muốn chơi đồng bộ cũng được. Đẩy em có, đẩy LA 650 GL của TD Acoustic. Vang của TD Acoustic, cái này có Bluetooth, lưng tiếng và mic của TD Acoustic. Thì tổng cái bộ này có giá là 22.100.000 nhá. 22.100.000. Đầy đủ rắc ship cho các bác luôn. Tận nhà chỉ bật lên hát thôi. À, mọi đi mua sắm con liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Em ra Hà Toàn Quốc. Anh xin chào bác nhá.